Thì nói tới Fed ấy, có một thông tin ngày hôm nay Thường đã chia sẻ với các bạn trên những mạng xã hội đó Thì Thường đã tóm tắt lại Để chúng ta nhìn vào cái bài mà Thường đăng cách đây 7 tiếng đồng hồ Thì Fed đã ra một cái quyết định ngày hôm nay Là không phụ kỳ vọng của thị trường Fed cho biết họ sẽ tiếp tục giữ lãi suất vay ngắn hạn gần bằng 0% bạn cũng đã nhớ là khi mà dịch bệnh xảy ra hồi tháng 3 của năm ngoái đó thì Fed ra có quyết định là đẩy lãi suất xuống hai lần liên tục và bây giờ lãi suất của Hoa Kỳ ngắn hạn đó là khoảng 0 tới 0,25% và duy trì chương trình mua trái phiếu ít nhất là 120 tỷ đô la mỗi tháng thì nói tóm tắt là tiếp tục bơm tiền vào trong thị trường và Bitcoin đó cái lúc mà Fed cho phát biểu đó thì có một số lo ngại là Fed sẽ có ý định là đưa ra thông báo là tăng lãi suất nhưng mà cuối cùng là không có cho nên Bitcoin đã xuống dưới 30.000 đô nhưng mà sau đó các bạn thì rồi Bitcoin đã có cái sự hồi phục nhanh chóng trở lên qua khỏi 30.000 đô thì tại sao đây là một thông tin mà quan trọng mà chúng ta cần phải quan sát các bạn có thể biết là chúng ta thường hay nói tới những hành động của Fed. Tại vì sao? Tại vì những hành động này là ảnh hưởng trực tiếp đối với thị trường tài chính và đương nhiên sẽ có sự ảnh hưởng đối với thị trường crypto này. Tại vì thị trường crypto là một thị trường trong cái thị trường tài chính này. Và các bạn thấy được đó là Fed tại sao lại giảm lãi suất? Thì đương nhiên là cái sức đó là để kích thích người mượn tiền, kích thích nền kinh tế các bạn thấy được đó là lãi suất mà Fed à, quản lý đó là có ba loại lãi suất nhưng mà lãi suất mà chúng ta thường biết đến khi mà chúng ta nói tới lãi suất không phần trăm đó là lãi suất vay ngắn hạn thường là lãi suất này đó là cho những cái công ty mượn qua đêm và khi mà Fed cho vay với phần trăm thấp thì ngược lại những người mà tiêu dùng như chúng ta thì có thể là mượn ngân hàng với cái phần trăm thấp được và khi mà điều đó xảy ra thì đương nhiên sẽ kích thích là người ta mượn nhiều tiền hơn và khi mà có nhiều tiền được mượn hơn, người ta sẽ có thể tiêu xài nhiều hơn, người ta có thể là mua nhà lớn hơn, người ta có thể là mua xe, vân vân và ngược lại những công ty cũng có thể là mượn được lãi suất thấp và đương nhiên là lãi suất thấp khi mà họ mượn được thì họ sẽ có tiền kinh doanh và lãi suất thấp thì họ sẽ có thể là có thêm lời và dẫn đến là cổ phiếu tăng giá, vân vân. Cái mà thì là lãi suất thấp, Rất là có sự ảnh hưởng đối với thị trường. Đó là lý do tại sao mà Fed giữ lãi suất thấp và còn cái phần mà mua trái phiếu, nó càng có thể được là Fed để ra quyết định là mua trái phiếu ít nhất là 120 tỷ mỗi tháng có nghĩa là mua lại trái phiếu của những cái công ty mà họ cần vay tiền trái phiếu có nghĩa là giấy nợ đó thì các bạn cũng đã thấy được là đây là điều mà sẽ dẫn đến là lạm phát xảy ra tại vì khi mà Fed mua những cái loại trái phiếu này thì trái phiếu đó sẽ được ghi lên trên sổ sách kế toán của Fed là một loại tài sản nhưng mà trên căn bản đó chỉ là một cái giấy nợ mà thôi và đương nhiên tiền thì xuất ra từ cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ thì lý do là sao mà Fed làm những điều này để chia sẻ với các bạn là để mà giúp đỡ hỗ trợ thị trường để cho những công ty mà cần mượn tiền họ có thể mượn tiền để cho những người mà cần mượn tiền họ có thể là mượn được tiền để mà cứu vãn tình hình thì đương nhiên cái sự mà ảnh hưởng lâu dài đó chính là liên quan đến phần trăm lạm phát sẽ tăng lên tại vì có quá nhiều tiền có lãi suất thấp xuất hiện trên thị trường và có quá nhiều tiền cơ là thiếu thấp trên thị trường thì họ sẽ dẫn đến những việc như là các bạn thấy được là đấu giá khiến cho những loại tài sản tăng giá lên như là chúng ta thấy là gần đây thị trường bất động sản của Hoa Kỳ đi các bạn thấy bây giờ các bạn này đi mua nhà ở những nơi như là Cali và một số những tiểu bang khác thì các bạn mua nhà là các bạn phải chuẩn bị tâm lý để mà đấu giá các bạn thấy là một căn nhà 650 ngàn mà đấu lên tới 750 ngàn là một điều bất bình thường bây giờ rất là bình thường luôn không gì gọi là quá bất ngờ hết tại vì sao tại vì lãi suất quá thấp quá nhiều người mượn được tiền và bây giờ chúng ta đang nằm trong tình trạng là dịch bệnh cho nên không có nhiều người muốn bán nhà dẫn đến là nguồn cung thì ít nhưng mà nguồn cầu thì đông thì giá cả sẽ tăng lên và có sự ảnh hưởng dài hạn khác đó là một trong những điều mà chúng ta đã nói tới rất nhiều trên channel này là những cái hành động có phép bây giờ đó đương nhiên là các bạn thấy là cần thiết để cho hỗ trợ thị trường để cho thị trường không có sụp nhưng mà ngược lại ảnh hưởng lâu dài sẽ dẫn đến cái sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo ngày lại càng xa hơn tại vì sao tại vì khi mà việc in tiền này xảy ra đó thì sẽ dẫn đến là lạm phát những hình mới bị chia sẻ và khi mà lạm phát xảy ra đây như người mà giàu những người có tiền thì đương nhiên họ có tài sản tài sản cũng sẽ tăng giá lên giống như các bạn lưu trữ bitcoin các bạn lưu trữ vàng các bạn lưu trữ bất động sản các bạn lưu trữ cổ phiếu vân vân thì những cái đó cũng sẽ tăng giá nhưng mà ngược lại những người mà không có tiền những người nghèo thì họ không có tài sản họ chỉ có tiền mặt mà thôi thì tiền sẽ bị mất giá cho nên cái khác biệt những người giàu và người nghèo đó ngày lại càng xa hơn và xa hơn đó là một trong những tác dụng phụ rất là xấu trong việc làm của Fed trong thời gian nhiều tháng qua, nhưng mà Fed nói nếu không làm như vậy thì tình trạng có thể là càng tệ hơn nữa, cho nên đứng giữa hai chữ lựa chọn là đối đầu với là lạm phát sau này hay là đối đầu với lại cái sự sụp đổ của nền kinh tế trong cái cuộc đại dịch này thì Fed lựa chọn là cứu kinh tế trong cái thời gian ngắn hạn. Còn chuyện liên quan tới lạm phát thì sau này mới tính. Đây là điều đã được chia sẻ bởi Fed ngày hôm nay. Thì nhiều bạn hỏi thuận đó là tình hình của cổ phiếu bây giờ đó các bạn thấy được là tình hình của thị trường cổ phiếu so với lại tình hình kinh tế là hai cái câu chuyện hoàn toàn khác. Các bạn thấy được là kinh tế bây giờ vẫn còn rất nhiều thất nghiệp, vẫn còn rất nhiều những công ty, những doanh nghiệp mà đang thất thoát, có nhiều doanh nghiệp đã bị phá sản nhưng mà ngược lại cổ phiếu thì cứ tăng và cứ tăng và cứ tăng. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được đó, là cái số tiền mà in ra thì phần lớn người ta không có sử dụng người ta không có tiêu xài mà người ta lại đẩy vào những cái công cụ đầu tư như là cổ phiếu khiến cho giá cổ phiếu tăng lên và cái việc mà phép giảm lãi suất thì lại có thêm một tác dụng phụ khác nữa là đẩy những người đầu tư thông thường thường là không chấp nhận nguy hiểm cao bây giờ họ chấp nhận nguy hiểm cao họ phải đẩy tiền của mình vào trong thị trường cổ phiếu thị trường stock để làm gì để có được lợi nhuận tại vì bây giờ các bạn thấy là lãi suất thấp thì làm sao các bạn kiếm được lãi suất cần thiết để mà sống mọi ngày khi mà các bạn à, đang sống dựa vào phần trăm đến từ ngân hàng hay là đến từ trái phiếu bây giờ lãi suất quá thấp thì đương nhiên lãi suất các bạn nhận được cũng thấp luôn thì làm sao các bạn sống được cho nên những người đó lại phải lấy tiền của mình để mà tham gia vào thị trường cổ phiếu hy vọng là có được cái phần trăm lợi nhuận cần thiết để mà sống qua ngày thì điều này dẫn đến là cổ phiếu tăng lên nhưng mà nền kinh tế thì lại là một câu chuyện qua toàn khác thì như bạn nói thường là lỡ như mà bong bóng tài chính bể thì như thế nào lỡ như mà thị trường chứng khoán mà sập thì lúc đó thường nghĩ như thế nào bitcoin sẽ ra sao crypto sẽ như thế nào thì câu trả lời của thường là thường không có biết tại vì sao tại vì khi mà bitcoin ra đời cho đến bây giờ trong vòng 12 năm qua thì chúng ta thấy được là chưa từng có một đợt nào mà xảy ra khủng hoảng tài chính có nghĩa là cổ phiếu đi xuống chúng ta đi vào một cái mùa khủng hoảng tài chính 12 năm qua trong cái thời gian mà chúng ta thấy là chứng khoán Hoa Kỳ có một cái sự tăng trưởng dài hạn dài nhất trong lịch sử có thể nói là trong vòng 11 năm qua tăng trưởng liên tục thì đây là một trong những điều rất là hiếm nhưng mà chúng ta thấy là khi mà thị trường chứng khoán nếu như mà bị sập thì thường cũng chưa chắc là Bitcoin sẽ như thế nào chúng ta chỉ hy vọng là Bitcoin như là mọi người nói là một cái tài sản lưu trữ giá trị an toàn nhưng mà điều đó vẫn chưa xảy ra cho nên thực cũng không có biết là nếu như mà khủng hoảng tài chính xảy ra thì Bitcoin sẽ ra sao chúng ta chỉ biết là khi mà thị trường cổ phiếu mà có cái sự tăng trưởng như là trong vòng 12 năm qua thì Bitcoin cũng tăng trưởng liên tục trong vòng 12 năm qua thì trước khi mà chúng ta nói về cái thông tin liên quan tới GameStop ấy, thì ngày hôm qua tôi có đăng một cái bài ở trên những mạng xã hội mà thường nghĩ là cũng cũng cần phải chia sẻ Tại vì thùng biết là nhiều bạn theo dõi thường trên Youtube Nhưng mà không có theo dõi thường trên những mạng xã hội Thì cái bài này đăng là Good Morning các bạn Đăng sáng ngày hôm qua Các bạn nên nhớ là đầu tư phải có mục đích Chứ không phải đầu tư chỉ vì mục đích đầu tư Thì ý nghĩa của thùng mới nói đây là các bạn cũng đã biết là các bạn phải nhớ lại Coi là cái ý nghĩa ban đầu của các bạn khi các bạn đầu tư Bitcoin đó là các bạn muốn gì? Đương nhiên là các bạn sẽ nói là đương nhiên đầu tư để mà muốn kiếm tiền. Nhưng mà câu hỏi kế tiếp là các bạn muốn kiếm tiền để làm gì? Để cưới vợ, để mua nhà, để mua xe vân vân Thì các bạn đừng quên mục đích ban đầu. Tại vì nếu các bạn quên mục đích ban đầu đó các bạn sẽ dễ đi vào cái thời điểm gọi là quá tham lam. Và các bạn sẽ dẫn đến những chuyện mà không đáng tiếc. Sẽ bỏ lại nhiều cơ hội nếu như các bạn đi vào cái tình trạng là quá tham lam. như các bạn quên đi mục đích ban đầu. Bitcoin có thể lên 100 000 nhưng cũng có thể xuống dưới 10 000 không ai biết được tương lai câu hỏi bây giờ là phần trăm xác suất là bao nhiêu thôi và sự thật đó là thường nằm ở giữa thì cái điều mình thường nói với các bạn ở đây đó là các bạn thấy được là đầu óc của con người rất là thú vị thú vị một chỗ là thường chúng ta sẽ suy nghĩ đến bất cứ là một cái chuyện gì chúng ta sẽ suy nghĩ đến là một là cái tình trạng là tốt nhất còn hai là tình trạng là xấu nhất chứ ít có ai mà suy nghĩ về tình trạng là khả thi nhất các bạn thấy được là thường thì giá cả nhích lên một chút á, thì tất cả các bạn đều nói là Bitcoin sẽ lên 100 ngàn Nhưng mà khi mà giá cả đi xuống một chút thì các bạn đều nói là Bitcoin sẽ xuống dưới 10 ngàn Thậm chí như bạn nói là chúng ta sẽ bắt đầu đi vào một mùa đông kế tiếp Nhưng mà cách đó chỉ có một tuần thôi Thì nhiều bạn đã nói là chúng ta sẽ tăng trưởng trong vòng 1 năm, 2 năm tới đây Cho nên các bạn thấy được là cái suy nghĩ của những người đầu tư đó rất là thú vị Tại vì một là các bạn nghĩ là giá tăng lên trên tới moon luôn còn hai bạn hãy là giá sẽ đi xuống còn không đô la chứ các bạn thường ít cái nghĩ là sự thật là nằm ở giữa cái nghĩa là chúng ta phải nhìn vào cái phần trăm khả thi nhất chứ không phải chúng ta nhìn vào cái tình trạng xấu nhất và tốt nhất nhưng mà không ấy được là tương lai như thế nào thì tết đã sắp đến rồi thì bây giờ đã thường nghĩ là rất nhiều bạn đã có lời nhưng bạn thấy được là giá cả tăng mạnh như vậy mà ngay có những cái chỉ số các bạn có được là bây giờ là vẫn còn tám mươi mấy phần trăm của các bạn là đang có lời à, bây giờ thì chúng ta thấy được là nếu các bạn lo lắng sợ bịt khôi hay là crypto đi xuống thì các bạn nên có quyết định cho bản thân mình Thuận đương nhiên là không thể quyết định được cho các bạn tại vì thuận vẫn tin là chúng ta sẽ tiếp tục có, có tăng trưởng kế tiếp chúng ta vẫn đang tiếp tục trên đường tăng trưởng mà thôi cho nên thuận vẫn chưa có chút lời nhưng mà đó là bản thân thuận mỗi người mỗi khác cho nên khi các bạn hỏi thuận là có nên chút lời bây giờ hay không bây giờ có nên mua thêm hay là không thì rất khó trả lời tại vì mỗi bạn đều có mỗi cái cách chấp nhận nguy hiểm khác nhau mỗi bạn đều có mỗi cái thời gian đầu tư khác nhau mỗi bạn đều có mục đích khác nhau và thậm chí mỗi bạn đều sẽ có một cái giá mua khác nhau đương nhiên là thuận trung bình giá trong nhiều năm qua thì cái giá thuận trung bình rất là thấp cho nên thuận bây giờ cho dù là bịch con xuống tới 20 000 thuận vẫn còn lợi rất nhiều cho nên thuận không lo lắng như mình nhiều bạn có thể là mua ở mức 30 ngàn đô mà giờ bịch con quanh tới mức này thì nhiều bạn thấy lo lắng, các bạn thấy được là mỗi người đều mỗi khác, cho nên các bạn cần phải tự đưa ra quyết định cho bản thân mình. cái mà thường có thể làm là hàng ngày đem tới những suy nghĩ, những thông tin và những gì thường đang làm để các bạn có thêm một nguồn thông tin để có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân mình. các bạn đừng để à, đầu tư làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. các bạn cứ nghĩ đi nếu như mà các bạn à, đầu tư mà giả sẽ như là mất hết thì cuộc sống của các bạn sẽ như thế nào? có thể các bạn buồn nhưng mà đừng để cho nó ảnh hưởng đến cuộc sống. có nghĩa là các bạn đừng đầu tư nhiều hơn là các bạn chấp nhận thua lỗ và Bernard Bruce đã nói là chưa ai bị lộ khi chốt lời và thường thì nói là chưa bị mất hết khi mà cắt lỗ thì các bạn thấy được đó là trong cái thời gian gần đây thần chia sẻ rất là nhiều với các bạn tại vì chúng ta đang nằm trong một cái thời kỳ rất là tốt. Mỗi 4 năm chỉ có một thời gian như vậy mà thôi, có nghĩa là mỗi chu kỳ của Bitcoin đó là khoảng trung bình 4 năm thì mỗi 4 năm chỉ có một mùa tăng trưởng mà thôi cho nên đây là một mùa tăng trưởng mà thuận rất cố gắng để mà đem tới thông tin cho các bạn để các bạn có thể là đưa ra lựa chọn cho bản thân mình tại vì cái số tiền mà các bạn kiếm được trong thị trường này đó nếu các bạn cẩn thận và các bạn bỏ công sức ra để mà tìm hiểu thì cái số tiền các bạn kiếm được sẽ thay đổi được cả cuộc đời của các bạn nhưng mà các bạn cần phải có một cái kế hoạch nếu như các bạn không có kế hoạch thì bạn sẽ nằm trong kế hoạch của một người khác đây là một điều rất là quan trọng mà các bạn cần phải hiểu và có một số bạn thì nói là trong thời gian gần đây đó thông tin thường chia sẻ thì nghiêng về cái phe bò nghĩa là cái phe bô nghĩa là cái phe tăng trưởng thì trước hết á các bạn cần phải hiểu là cái cách đầu tư của thuận là đầu tư rất là lâu dài cho nên nếu như mà các bạn thấy đồng đầu tư lâu dài thì đương nhiên cái lòng tin vào thị trường này lâu dài thì đương nhiên là cái xu hướng suy nghĩ của thận lúc nào cũng sẽ là cái xu hướng suy nghĩ là thị trường này sẽ là một thị trường rất phát triển sau này chứ nếu như không thì thường sẽ không đầu tư lâu dài cho nên không thể nào mà Thuận có cái suy nghĩ tiêu cực về thị trường này lâu dài được. Lúc nào Thuận cũng sẽ có một cái phần suy nghĩ hướng về cái phía là tăng trưởng tốt đẹp. Cho nên Thuận mới đầu tư lâu dài chứ nếu không thì không lý do gì mình thuận chung mình giá trong vòng nhiều năm qua. Và thực ra mình nói là những thông tin thường chia sẻ cũng như vậy mà thôi chỉ là khi thị trường đi xuống thì các bạn cảm thấy là như thường chia sẻ là ngược lại với thị trường. Nhưng mà giờ thị trường đi lên thì những gì thường chia sẻ cũng như vậy nhưng mà nó sẽ cùng xu hướng với thị trường. Các bạn cũng đã biết là trên kênh này đó chúng ta chia sẻ Bitcoin lên một 100.000 đô là hầu như là từ năm 2019 tới bây giờ các bạn thấy là gần 2 năm qua hầu như thuận đã chia sẻ rất là nhiều rất là nhiều những video với các bạn những lý do tại sao mà thuận tin tưởng là mùa tăng trưởng kế tiếp bitcoin sẽ có cơ hội lên được 100.000 đô 50.000 đô thuận đã chia sẻ với các bạn khi mà bitcoin xuống chỉ còn có 3.000 6.000 đô thuận cũng chia sẻ như vậy mà thôi cho nên cái sự khác biệt đó là tình bây giờ đã khác nhưng mà cái suy nghĩ thuận thực sự là không có thay đổi và thổ lúc nào cũng chỉ dựa vào những thông tin và khi nào mà những tài liệu đó những thông tin đã thay đổi thì đương nhiên thường sẽ thay đổi suy nghĩ của mình như là các bạn cũng đã biết là Warren Buffett đã từng nói khi mà tài liệu thay đổi thì tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình thì đó là điều mà tôi muốn mang đến cho các bạn và chúng ta bây giờ hãy nói tới một thông tin không gì khác hơn là thông tin nóng bỏng nhất của ngày hôm nay đó chính là thông tin liên quan tới chuyện gì đang xảy ra trên thị trường chứng khoán tại sao lại có những cái công ty đầu tư lớn đang bị phá sản tại vì bị những nhà đầu tư riêng lẻ đẩy ra thị trường này. Chuyện gì đang xảy ra với lĩnh GameStop? Đây là điều mà chúng ta sẽ nói tới